Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hạng với bà, tuy già rồi mà cũng đã cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria thưa với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trước hết, chúng ta nhìn lại lịch sử của thánh lễ này. Căn cứ vào các nguồn tài liệu đáng tin cậy nhất, một là của thánh Alain de la Roque trong cuốn De Trinitate Basteri, và một cuốn của Louis-Marie Grignon de Montfort trong cuốn Bí mật Kinh Mân Côi, thì chính Đức Mẹ đã ban Kinh Mân Côi và dạy Kinh Mân Côi cho Thánh Đa Minh. Theo miêu tả của tu sĩ Alain de la Roque dòng Đa Minh vào thế kỷ thứ 15, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đa Minh năm 1206. Sau khi Thánh Nhân cầu nguyện và sám hối vì đã không thành công trong việc chống lại tà thuyết Albi, một phong trào Kitô giáo được gọi là hậu duệ của thời Trung Cổ của Mani giáo, thuyết này bị kết án là tà thuyết thời tòa án dị giáo. Đức Mẹ đã khen Ngài về sự chiến đấu anh dũng của Ngài chống lại tà thuyết này và trao cho Ngài chuỗi mân côi làm vũ khí phi thường, đồng thời giải thích cách sử dụng và hiệu quả của chuỗi mân côi. Đức Mẹ đã bảo Thánh Đa Minh rao truyền chuỗi mân côi cho những người khác, và từ đó Thánh Đa Minh là sứ giả của Đức Mẹ và là tông đồ tiên khởi truyền bá Kinh Mân Côi từ năm 1214. Bên cạnh Đức Mẹ đã ban và dạy Thánh Đa Minh Kinh Mân Côi, chính Đức Mẹ hai lần đã hiện ra tại Lộ Đức năm 1858 và Fatima năm 1917, đã cầm trong tay tràng hạt Mân Côi, như thế để xác nhận là chính Đức Mẹ đã ban Kinh Mân Côi và dạy lần hạt Mân Côi. Trong cả 6 lần hiện ra tại Fatima với 3 em thiếu nhi là Lucia, Francisco và Jacinta, Đức Mẹ đã kêu gọi các em hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày. Trong lần hiện ra cuối cùng, Mẹ đã tự xưng ta là Đức Mẹ Mân Côi. Còn lần hiện ra tại Lộ Đức, Mẹ đã lần hạt Mân Côi với chị Thánh Bernadette bằng việc dùng ngón tay đưa từng hạt chuỗi theo mỗi Kinh Mân Côi mà chị đọc.
Sau mỗi chục kinh kính mừng thì Đức Mẹ đọc chung với chị kinh sáng danh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, rồi đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571, Hải quân Công giáo đã thắng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ bởi một trận thủy chiến oanh liệt ở Vịnh Lepan. Tin chiến thắng được báo về Roma vào ngày Chủ nhật đầu tháng 10, giữa lúc các hội viên mân côi đang rước kiệu trong thành phố. Để tạ ơn Đức Mẹ đã nghe lời cầu khẩn của các tín hữu, Đức Giáo hoàng Pio thứ 5 ngày mùng 5 tháng 3 năm 1572 truyền mỗi năm phải làm lễ kính Đức Bà chiến thắng. Rồi đến ngày mùng 4 tháng 1 năm 1573, Đức Giáo hoàng Geocrio thứ 13 đặt tên cho lễ này là lễ mân côi, và truyền phải cử hành trong các nhà thờ có bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày Chủ nhật đầu tháng 10. Đến năm 1716, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 11 truyền cho toàn thể hội thánh phải long trọng mừng lễ này. Rồi đến năm 1913, Đức Thánh Pio X ấn định mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm. Đó là lịch sử về thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm kinh Mân Côi sẽ giúp cho chúng ta sống các nhân đức hằng ngày theo gương Đức Mẹ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lần chuỗi Mân Côi vừa giúp cho chúng ta suy gẫm lại các sự kiện trong Tin Mừng, vừa dẫn vào đời sống luân lý, đồng thời đưa chúng ta vào một thái độ đức tin. Cho nên, sau khi chúng ta đọc 10 kinh kính mừng liên tiếp, thì chúng ta suy đến một mầu nhiệm trong Tin Mừng. Qua đó, xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta sống nhân đức như Đức Mẹ, hầu cho chúng ta nhờ đó mà được tăng phần thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa ngay đời này. Thế nên, càng lần nhiều chuỗi Mân Côi bao nhiêu, chúng ta càng được Đức Mẹ Mân Côi là Mẹ Thiên Chúa trang điểm cho chúng ta những nhân đức cao đẹp của người nhiều bấy nhiêu. Cũng nhờ bởi những nhân đức ấy, chúng ta mới được tình yêu soi dẫn, chúng ta sống một cách thánh thiện ngay đời này, để rồi Chúa tuôn đổ cho chúng ta nguồn ân sủng của Thiên Chúa ngay đời này và đời sau. Chẳng hạn, khi chúng ta đọc mầu nhiệm năm sự vui, thứ nhất thì gẫm, thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Suy gẫm việc Đức Mẹ chịu thai trong khi đọc kinh, nhưng khi về với cuộc sống, chúng ta phải bắt chước Đức Mẹ ăn ở làm sao cho thật khiêm nhường, đừng kiêu ngạo, đừng hóng hách, để gây nhiều tội lỗi và đau khổ cho tha nhân. Vì chân Thánh Thomas Aquino đã nói rằng, kiêu ngạo là khoe khoang, là cay đắng, là tàn nhẫn, là chỉ nghĩ đến bản thân, cho nên kiêu ngạo khiến cho chúng ta đố kỵ nhau. Bởi vậy, muốn yêu thương phải bắt đầu để cho tâm hồn của mình thấm nhuần sự khiêm nhường và hiền lành. Vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi chúng ta lần hạt Mân Côi, chúng ta noi gương Đức Mẹ Mân Côi sống khiêm nhường, vì chỉ có khiêm nhường chúng ta mới nhận được tình yêu của Đức Kitô thúc bách cho chúng ta phục vụ yêu thương, tha thứ cho tha nhân một cách chân tình hơn. Vì chân ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Rồi trong kinh Mân Côi, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đọc mầu nhiệm năm sự thương, thứ tư thì gẫm, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Suy gẫm sự kiện Chúa Giêsu vác thánh giá để đi chịu chết để cứu chuộc cho chúng ta, thì ngay sau khi đó về với đời sống, chúng ta vác thánh giá đời mình theo chân Chúa. Thánh giá đời mình rất nhiều, nặng cũng có và nhẹ cũng có, tinh thần cũng có mà vật chất cũng có. Chúng ta phải xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa,
Vì nếu chúng ta không vác thánh giá, chúng ta không thể làm môn đệ của Chúa Giêsu. Vì chân Chúa Giêsu nói rằng, ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Mẹ Maria Manh Côi, dù là mẹ Thiên Chúa, nhưng mẹ vẫn thưa xin vâng để vác thánh giá đời mình theo Chúa, cho đến hết hơi, cho đến trọn đời. Thánh giá của đời chúng ta sao nặng bằng thánh giá của Đức Mẹ? Thánh giá của chúng ta nặng một, nhưng thánh giá của Đức Mẹ nặng gấp 7 lần của chúng ta. Đó là 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Vì vậy, Mẹ Maria Măng Côi mời gọi chúng ta siêng năng lần hạt măng côi để sống như Đức Mẹ đã sống, hầu cũng được hưởng những ân sủng như Đức Mẹ ở trên trời mai này. Vì vậy, mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đứng lên hướng về thánh tượng Đức Mẹ Măng Côi để cầu nguyện rằng: Lạy Mẹ Maria Măng Côi, tháng 10 được gọi là tháng măng côi. Tháng này, tất cả con cái của mẹ hướng lòng về mẹ một cách đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là được yêu mến Đức Mẹ hơn, được gần mẹ hơn và được cùng với mẹ đọc và suy niệm những mầu nhiệm măng côi với những hoa kinh lạy cha, kính mừng sáng danh. Nhất là được có cơ hội thực thi những điều Chúa Giêsu và Đức Mẹ dạy một cách nhiệt tình, sống động và linh hoạt hơn trong suốt tháng này. Lạy Mẹ Maria Măng Côi, Hội Thánh dạy rằng điều cốt tủy của Kinh Măng Côi không phải là đọc cho đủ các kinh kính mừng, cho bằng việc suy ngẫm, cho bằng việc chiêm ngắm các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria để noi gương, bắt chước và trở nên giống Chúa và giống mẹ hơn trong tư tưởng, trong lời nói và việc làm, trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Hơn thế nữa, Kinh Măng Côi là phương tiện bảo đảm nhất kéo ơn Chúa xuống, vì chính mẹ đã hứa ban dồi dào ơn thánh cho chúng con, cho những ai siêng năng đọc Kinh Măng Côi. Lạy Mẹ Maria Măng Côi, xin mẹ đồng hành với chúng con trong suốt tháng này và cả đời của chúng con nữa, để cùng với mẹ chúng con nguyện ca tụng và rao truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua việc sống Kinh Măng Côi từng ngày bằng sám hối, tha thứ, bác ái, hiền hòa và thánh thiện. Lạy Nữ Vương Rất Thánh Măng Côi, xin cầu cho chúng con. Amen.